sao tôi lại yêu thích việc vẽ vân. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Sơn Sầm Cũ. Trong video ngày hôm nay thì Sơn sẽ chia sẻ một quan điểm cá nhân của mình về việc vẽ vân. Và vẽ vân là gì? Vẽ vân thì ở đây được nói đến đó là vẽ vân gỗ, thì chắc hẳn các bác xem kênh của Sơn cũng biết rồi đúng không ạ? Bởi vì gỗ được làm nên từ cái chất liệu đó là cái cây gỗ tự nhiên. Và cái cây gỗ này thì nó có cái vòng đời, được gọi là cái vòng đời đấy. Và mình khi mình xẻ ngang nó ra thì nó trở thành vân gỗ. Vậy thì cái vân gỗ này nó giúp cho cái tấm gỗ của chúng ta trở nên đẹp hơn, trở nên nhìn có vẻ nó đã hơn. Tuy nhiên rằng cái việc vân gỗ tự nhiên thì nó rất là tuyệt vời rồi, nhưng không thể nào mà lúc nào mình cũng có vân gỗ tự nhiên. Bởi vì cây gỗ nhiều khi là nó bị nứt này, nhiều khi nó bị dập này, nhiều khi nó bị xé này, nó rất nhiều trường hợp xảy ra. Và người khi mà người bán gỗ hoặc là khi mà các bác thợ mộc làm gỗ ấy, thì các bác ấy sẽ phải xử lý những cái vết gãy, vết nứt này. Tuy nhiên rằng cái vết nứt này khi xử lý và chúng ta bôi keo, chúng ta chét keo, chúng ta chám vào thì nó không có đẹp như cái vân gỗ tự nhiên được, chắc chắn đúng không ạ? Ví dụ như thế này, trước mặt mọi người đây là một cái tấm sập, tấm gỗ nó bị nứt như thế này, hãy như thế này đây, nó bị nứt thế này. Vậy thì cái chỗ này sau khi mình chám vào đây, mình đổ keo và tất cả mọi thứ ở chỗ này, thì cái chỗ này nó sẽ không có vân gỗ như ở bên đây, đúng không ạ? Nó không có vân gỗ thì nó trở thành cái chỗ này nó bị là hơi cứng và nó không được đẹp. Vậy thì làm các bác thợ mộc, các bác ấy sẽ phải dùng những cái tài nghệ, dùng những cái kỹ năng, dùng cái kỹ thuật của bác ấy, phải dùng những cái tài năng của bác ấy. Bởi vì khi mà một người vẽ được vân ấy thì họ phải rèn luyện, họ phải học tập rất là nhiều mới có thể vẽ được, và họ phải sai rất là nhiều, họ phải sửa đi sửa lại rất nhiều mới có thể vẽ được ra một tấm gỗ đẹp. Nên là họ sẽ dùng những cái kỹ thuật đó, rất hiếm người có thể vẽ được, và họ sẽ vẽ lên tạo ra một cái vân nó giống như thật, và nó giúp cho tấm gỗ của chúng ta trở nên mềm mại hơn, giúp cho chúng ta tấm gỗ của chúng ta trở nên đẹp hơn. Và cái việc vẽ vân này thì theo Sơn thì nó hoàn toàn tuyệt vời, nó không có gì là sai trái cả. Thế tuy nhiên rằng một số người lại biến cái việc vẽ vân này trở thành sai trái, đó là gì ạ? Đó là những cái sản phẩm lỗi như thế này. Sau khi họ vẽ vân, bởi vì trình độ vẽ vân quá cao nên là họ vẽ như thật, và họ báo với khách hàng là không vẽ và đây là vân thật, dẫn đến việc khách hàng mua hàng không biết được, bởi vì họ vẽ quá giỏi không biết được. Và sau khi họ không biết như vậy thì họ mua lầm, tuy là tấm gỗ bị lỗi nhưng mà họ lại mua với giá của tấm gỗ lành, tức là tấm gỗ đẹp và bị đắt. Chính vì vậy nhiều người mua hàng cảm thấy rất bực mình, thậm chí họ cảm thấy bị giống như bị lừa, rất khó chịu. Và cái nhiều người đã phản đối điều này rất lớn, và Sơn cũng phản đối điều này. Tuy nhiên Sơn vẫn ủng hộ cái việc vẽ vân, nó giúp cho tấm gỗ ra đẹp hơn. Tuy nhiên chúng ta không nên lạm dụng quá nhiều, và cái khiến cái việc vẽ vân này nó trở thành quá lố, và khiến cho cái lạm dụng cái việc vẽ vân này trở thành đó là công cụ để giống đi gạt khách hàng. Điều này không nên một chút nào cả. Và đó là những quan điểm mà Sơn chia sẻ. Và rất là cảm ơn các bác đã xem cái video ngày hôm nay. Và nếu có thể thì các bác hãy comment ở bên dưới đóng góp ý kiến của mình, và hãy chia sẻ video này để cho nhiều người biết đến hơn. Và nếu có thể thì em sẽ chia sẻ các bác cụ thể cái vẽ vân như thế nào, và phân biệt nó ra làm sao để giúp các bác không bị lầm, không bị nhầm khi mua gỗ nữa. Đấy, để mình tránh cái việc là mình phải bị lừa đảo. Rồi, thế thì các bác hãy bấm vào nút follow, bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Ngọc Sơn. Và nhớ là hãy chia sẻ video này để giúp cho nhiều người tránh được cái việc này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Xin chào.